Cô chào các em. Vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của học phần xã học rồi đấy. Không biết là các em có nhớ gì về những cái nội dung đã học và kiến thức của những cái chương trước có giúp được gì cho các em trong học tập và công tác không? Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào tìm hiểu một cái thành tố của khoa học xã hội học được rất nhiều các nhà xã hội học nghiên cứu, đó chính là xã hội học đô thị. Mời các em cùng tìm hiểu chương 5 nhé. Chương 5 của chúng ta có tựa đề xã hội học đô thị. Kết cấu của chương này thì gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ nghiên cứu về khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chỉ ra các nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội học đô thị. Và phần thứ ba là một số vấn đề xã hội học đô thị được nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu từng phần này nhé. Là chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, tìm hiểu về khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị. Vậy thì chúng ta sẽ xem xét xem xã hội học đô thị là gì và nó có đối tượng nghiên cứu như thế nào nhé. Trước hết, câu hỏi đầu tiên cô muốn đặt ra với các bạn đó là em hiểu thế nào là đô thị? Chắc hẳn các em cũng không quá xa lạ với cụm từ này đúng không? Vậy thì em hiểu thế nào là đô thị? Có những cách hiểu như sau. Thứ nhất là theo nghĩa từ. Tức là xét theo nghĩa từ ấy, thì đô nó là từ chỉ cái độ lớn. Còn thị là từ dùng để chỉ chợ hay là chỉ cái nơi mà có nhiều cái dân cư sinh sống để buôn bán ấy. Thế như vậy là theo nghĩa từ thì đô thị nó là một cái vùng rộng lớn cả về mặt diện tích lẫn đông đúc về mặt dân cư sinh sống, và đây là cái nơi mà diễn ra các hoạt động phi nông nghiệp các em ạ. Đấy, tức là theo nghĩa từ thì chúng ta có thể hiểu như vậy. Thế còn theo cái định nghĩa văn bản pháp quy thì sao? Theo văn bản pháp quy ấy, thì tùy theo từng nước họ sẽ có những cái quy định khác nhau để đánh giá xem nơi nào được coi là một cái đô thị. Tuy nhiên ấy, thì những cái quy định này thường ấy, thì được dựa trên 3 cái tiêu chí chính. Thứ nhất là về diện tích, thứ hai là về số dân, và thứ ba là về cái tỷ lệ phi nông nghiệp. Tức là người ta sẽ dựa trên 3 cái tiêu chí này để đánh giá xem cái địa phương đó, khu vực đó có được xem là một cái đô thị hay không. Cô sẽ giới thiệu với các em tiêu chuẩn của một số nước nhé. Ví dụ như là ở Mỹ này. Ở Mỹ thì họ coi đô thị là một cái tụ điểm mà có từ 2.500 người trở lên. Đấy, đây là theo cái kết quả điều tra dân số của họ vào năm 1980. Thế còn ở Nhật Bản này thì tụ điểm đô thị là những cái thành phố mà có ít nhất là 50.000 dân. Trong đó thì tối thiểu là 60% số nhà xây dựng trong một quần thể xây dựng chính và 60% lao động làm việc trong các ngành nghề chế tạo, ngoại thương hoặc là các loại hình thương mại khác. Đấy là ở Nhật Bản. Thế còn ở Philippines thì đô thị là các thành phố và các tụ điểm dân cư có mật độ tối thiểu là 1.000 người trên 1 km² và có cái trung tâm hành chính. Đấy là cái theo văn bản ở Philippines. Ở Cuba này, ở Cuba thì tụ điểm đô thị là cái cộng đồng dân cư quần tụ quanh một cái điểm hạt nhân với 2.000 người trở lên. Còn tại Trung Quốc ấy, thì dân số đô thị đây là cái dân số mà sống trong khu vực mà dưới sự quản lý của thành phố, thị xã và thị trấn, thì vân vân. Thì đấy là một số nơi trên thế giới thì cô giới thiệu cho các bạn biết. Tức là tùy từng quốc gia ấy, mà họ sẽ có những quy định khác nhau để xem xét đó có phải là một cái đô thị hay không. Nhưng mà cái chung nhất ấy, thì người ta cũng sẽ đánh giá dựa trên 3 cái tiêu chí chính mà cô giáo vừa mới nêu bên trên. Đấy là ở trên thế giới. Thế còn ở Việt Nam thì sao? Đấy. Theo tiêu chuẩn của Việt Nam chúng ta đấy, thì một vùng lãnh thổ được gọi là đô thị nếu như nó được đảm bảo những cái tiêu chí như sau này. Thứ nhất này, nó là một cái trung tâm tổng hợp hay chuyên ngành
có vai trò là thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong phạm vi cả nước. Một miền lãnh thổ của một tỉnh, một huyện hoặc là một vùng trong tỉnh hay là trong huyện. Đấy, các em thấy nó cũng sẽ có sự khác biệt với thế giới. Rồi cái tiếp nữa này, ở Việt Nam này, theo tiêu chuẩn của chúng ta này, là một cái đô thị ấy, thì nó có quy mô dân số nhỏ nhất ấy, là 4.000 người trở lên. Mà cụ thể là ở những cái vùng núi ấy, thì có thể còn chưa đến con số này. Tức là ở vùng núi thì có thể là còn ít hơn cái con số 4.000. Các em thấy cũng sẽ khác biệt thế giới. Lần nãy cô nói chẳng hạn như là ở Nhật này, như là ở Mỹ đấy, thì có con số dân số của họ là từ 25.000 người trở lên. Nhưng ở đây Việt Nam chúng ta thì ít hơn. Đấy, tức là đây theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Theo tiêu chuẩn Việt Nam thì tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 60% trở lên trong tổng số lao động của nội thị, là cái nơi sản xuất và dịch vụ thương mại hàng hóa phát triển. Thế rồi đô thị là như thế nào? Có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng phục vụ dân cư đô thị từng phần hoặc là đồng bộ. Rồi mật độ dân cư ấy thì cao hơn cái vùng nông thôn và được xác định theo từng loại đô thị. Loại nhỏ nhất ấy thì có mật độ là 6.000 người trên 1 km². Và nãy chúng ta thấy ví dụ như là ở Philippines ấy, thì tối thiểu chỉ có là 1.000 người trên 1 km² thôi, đúng không ạ? Thì ở Việt Nam chúng ta loại nhỏ nhất, đô thị nhỏ nhất thì cũng mật độ là 6.000 người trên 1 km². Thế còn theo quan điểm của xã hội học thì sao? Theo quan điểm của xã hội học ấy thì đô thị là một kiến tạo lãnh thổ xã hội, một cái hình thức cư trú mang tính toàn vẹn lịch sử của con người, được đặc trưng bởi các chỉ báo như sau. Em lưu ý những cái chỉ báo này. Đó là số lượng dân cư thì tập trung trên một lãnh thổ hạn chế, có mật độ cao, là một cái hình thức quần cư tồn tại trong không gian và thời gian nhất định. Còn đại bộ phận dân cư thì làm các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp. Đúng không ạ? Các em thấy đương nhiên rồi. Trong đô thị thì chúng ta thường là thế. Rồi là một môi trường sống trực tiếp, tạo ra những cái điều kiện thuận lợi cho sự phát triển xã hội và cá nhân, và giữ vai trò chủ đạo đối với các vùng nông thôn xung quanh và toàn xã hội nói chung. Nó có vai trò quyết định trong cái sự phát triển của xã hội. Đấy, thì đấy là quan điểm của xã học. Như vậy, về cái khái niệm mà đô thị thì chúng ta sẽ thấy là nó nghiên cứu trên cơ sở 3 cái cách tiếp cận. Thứ nhất là theo nghĩa từ này, cái thứ hai là theo cái văn bản pháp quy, và cái thứ ba là theo quan điểm xã hội học. Các em có thể nắm được. Còn về lịch sử hình thành và phát triển của đô thị trên thế giới và Việt Nam thì như thế nào? Đây cô cũng xin giới thiệu với các em. Thứ nhất là nói về cái lịch sử hình thành và phát triển của các đô thị ở trên thế giới. Các em có biết là những cái đô thị đầu tiên trên thế giới xuất hiện từ bao giờ không? Có rất là nhiều những cái quan điểm khác nhau về thời điểm xuất hiện những cái đô thị đầu tiên này các em ạ. Thì có tài liệu cho rằng là lịch sử của cái nền văn minh đô thị ấy xuất hiện từ 4.000 cho đến 5.000 năm trước công nguyên. Với cái nền văn minh kim tự tháp của Ai Cập ở bên bờ sông Nin ấy. Rồi cái nền văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại ở bên cái bờ Địa Trung Hải ấy. Thì chính những sự tồn tại của những cái nền văn minh này, nó như là một cái sự minh chứng và một báo hiệu cái sự bừng dậy của một cái nền văn minh đô thị của nhân loại các em ạ. Đấy, như vậy từ rất là xa xưa rồi thì thời điểm xuất hiện những đô thị đầu tiên người ta coi rằng như thế. Và các đô thị ấy, thì tiếp tục phát triển dọc theo các lưu vực con sông. Các đô thị phương Tây ấy, phương Đông ấy và ở châu Phi thì được hình thành gắn liền với sự phát triển của giai cấp, và đô thị được tạo nên chủ yếu là do cái nhu cầu về chính trị, quân sự và phân phối lại cái sản phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của bộ máy cai trị, cũng như là cho cái nhu cầu buôn bán của con người lúc bấy giờ. Thì đấy là rất là khái quát về cái lịch sử hình thành và phát triển của các đô thị trên thế giới. Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ đi sâu hơn, hoặc có những cái bài tập nhỏ để liên quan đến cái phần này.
đặc điểm của cái đô thị tiền công nghiệp hóa là như thế nào. Thì các thành phố tiền công nghiệp ấy thường có quy mô là nhỏ. Lý do này, đó là những cái thành phố này thì có cái hạn chế về mặt giao thông và lương thực cần cái được chuyên chở để nuôi sống cái toàn cái thành phố đó, mà chủ yếu là chuyên chở bằng cái sức người hoặc là bằng sức của cái súc vật, của cái sức kéo. Đấy. Thế rồi bệnh tật gây ra cái tỷ lệ tử vong rất là cao ở thành phố, do có thể là do dịch bệnh này, có thể là do ô nhiễm môi trường, rác thải hoặc là ô nhiễm nguồn nước vân vân. Thế rồi thành phố ấy thì lại không thể là mở rộng lên cao được. Trước khi có cái sự phát triển của khung thép và bê tông phát triển vào thế kỷ thứ 19 thì những cái thành phố đó thì thường là không được mở rộng lên cao được, mà có những cái tòa nhà thấp thôi. Và cùng với việc thành phố thường được bao bọc bằng những cái bức tường khổng lồ, khiến cho cái thành phố mặc dù là dân số ít nhưng mà vẫn cảm thấy rất là chật chội em ạ. Và quy mô của thành phố thì thường bị giới hạn bởi cái số lượng ít lương thực được đưa ra từ nông thôn. Ước tính ở những cái xã hội trồng trọt tiến bộ ấy, thì 95 người làm ở nông thôn thì mới có khả năng là nuôi được 5 người ở thành phố. Đó. Nên là một cái nhà xã hội học ấy, của Đại học Tổng hợp Washington, ông ấy có nhận xét rằng là cho tới cái thời gian gần đây ấy, thì các thành phố từng rất là nhỏ, bẩn thỉu, đầy bệnh tật, chen chúc, mất trật tự và rất là tối tăm, nguy hiểm về đêm. Nếu mô tả này trái với tưởng tượng của bạn về một Athens trong một cái thời hoàng kim của văn minh Hy Lạp thì đó là lịch sử thường bỏ qua bùn, phân và sự đau khổ. Đấy, đấy là một cái lời nhận xét của mình, ông giáo sư ở trường Đại học Tổng hợp của Washington. Thì đấy chính là cái đặc điểm của cái đô thị tiền công nghiệp hóa. Thế còn vai trò của công nghiệp hóa đối với sự hình thành các đô thị hiện đại thì nó thể hiện như thế nào? Các em biết rằng cách mạng công nghiệp ấy, nó đã thúc đẩy cái sự tích tụ và tập trung dân cư đông đúc ở các thành phố lớn. Đồng thời thì nó cũng tạo ra rất là nhiều những cái việc làm, tạo khả năng cho mọi người có thể sống tập trung ở những cái thành phố. Đấy, thì đấy chính là một trong những cái hệ quả của các cuộc cách mạng công nghiệp. Bên cạnh đó thì cách mạng công nghiệp ấy cũng tạo khả năng cho cái năng suất nông nghiệp được tăng vọt lên. Nông dân thì tha thiết là bán cái sản phẩm của mình ra ngoài thành phố và làm gia tăng cái số người có khả năng là được cung cấp các sản phẩm nông nghiệp. Như vậy đến lúc này ấy, thì cái số lượng lao động nông thôn có thể sẽ bị dư thừa, rồi họ lại đổ ra ngoài thành phố, rồi họ đã trực tiếp đóng góp vào cái đội ngũ công nhân của thành phố. Đồng thời ấy, thì thành phố cũng đang rất là cần cái nguồn lao động tập trung để phục vụ cho lao động chuyên môn hóa ở đây. Đấy, chúng ta thấy cái nhu cầu tất yếu đã diễn ra. Và điều này khiến cho cái quy mô và mật độ dân số của thành phố đã được mở rộng. Cho nên chúng ta thấy là công nghiệp hóa nó có vai trò rất là quan trọng đối với sự hình thành của các đô thị hiện đại. Đấy, mà cụ thể nhất ở đây đó chính là những cuộc cách mạng công nghiệp. Thì đây là phần thứ nhất tôi trao đổi với các bạn về cái lịch sử hình thành và phát triển của đô thị trên thế giới. Mời các em sang phần thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về Việt Nam, về lịch sử hình thành và phát triển của các đô thị ở Việt Nam. Các em có biết là ở Việt Nam mình thì các đô thị ra đời từ bao giờ không? Nếu như ở thế giới là từ rất là lâu không? Từ khoảng từ 4.000 đến 5.000 năm trước công nguyên thì Việt Nam là từ bao giờ? Thế thì ở Việt Nam chúng ta như các em biết này, mầm mống xuất hiện những cái đô thị cổ đầu tiên ở Việt Nam ấy thì đã có từ cái thời đó là thời Văn Lang Âu Lạc. Mà cái thời đó thì chúng ta đóng đô với cái kinh đô của các vua Hùng. Và tuy nhiên ấy, thì sự phát triển của đô thị Việt Nam ấy, chúng ta lại có một cái đặc điểm, đó là nó lại bị hạn chế cả về chất lượng lẫn số lượng, do ảnh hưởng của quá trình là đô hộ rất là hà khắc của chế độ phong kiến.
Và một cái đặc điểm nữa của lịch sử Việt Nam chúng ta đó là chiến tranh kéo dài. Thế cho nên là cái tính bền vững của các đô thị ở Việt Nam ấy thường là không có cao và luôn có cái sự biến đổi cùng với sự biến đổi của chế độ chính trị xã hội. Ở Việt Nam thì đô thị ra đời chủ yếu là phục vụ cái bộ máy chính trị hơn là để thực hiện cái chức năng trao đổi buôn bán các em ạ. Đấy, cái này thì nó cũng có điểm nó hơi khác với thế giới một chút. Tức là ở Việt Nam mình ấy, cái đô thị ra đời thì thường chủ yếu phục vụ là cái bộ máy chính trị hơn là thực hiện cái chức năng để trao đổi buôn bán. Và hơn nữa là cái chức năng phát triển kinh tế cơ bản này của đô thị ấy lại còn bị lấn át bởi cái sự kìm hãm của chế độ phong kiến cơ. Em thấy là từ thời phong kiến ở Việt Nam thì có vẻ cũng rất là dị ứng với cái sự phát triển của kinh tế, của công nghiệp đúng không? Họ thể hiện qua những cái khẩu hiệu ví dụ như là trọng nông ức thương này, hay ví dụ như là dĩ nông vi bản này. Tức là phong kiến rất là quá quan trọng vào cái nông nghiệp mà bảo thủ kìm hãm cái sự phát triển của kinh tế. Thế cho nên chính vì thế mà cũng dẫn đến cái hạn chế trong sự phát triển của các đô thị ở Việt Nam chúng ta. Thế rồi ở Việt Nam trong cái thời kỳ mà chiến tranh kéo dài liên miên ấy, khiến cho cái đô thị chúng ta cũng không thực hiện được đúng cái chức năng của mình. Bên cạnh đó thì lại còn diễn ra những cái quá trình trái chiều đi ngược lại cái quy luật tự nhiên, như là cái sự quá tải đô thị ở miền Nam và quá trình giải đô thị hóa ở miền Bắc. Đấy, do em có biết vì sao? Tức là ở miền Bắc thì lại còn có quá trình là giải đô thị hóa ở miền Bắc cơ. Đấy chính là lý do là do có cái sự di tản trong chiến tranh. Thế còn trong cái giai đoạn đổi mới thì đô thị Việt Nam ấy ta đang có một cái sự phát triển nhanh chóng cả về mặt số lượng. Tuy nhiên thì chất lượng lại chưa cao. Vì đô thị hóa ở Việt Nam thì lại diễn ra rất là lâu khi mà ở Việt Nam mình chưa thực sự tiến hành cái sự công nghiệp hóa. Thì ban nãy chúng ta nói ở thế giới thì công nghiệp hóa có vai trò rất là quan trọng đối với sự hình thành của các đô thị, thì ở Việt Nam chúng ta lại lại chưa gặp được điều đó. Tức là chúng ta lại chưa thực sự là tiến hành công nghiệp hóa mà khiến cho nó là không có được những cái điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị một cách bền vững. Đấy, đấy là một vài những cái đặc điểm ở Việt Nam cũng như là cái quá trình hình thành và phát triển của các đô thị ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta sẽ chuyển sang thứ ba, tìm hiểu về cái đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị. Theo quan điểm của Boskov, một trong những cái người tiên phong ấy, trong lĩnh vực nghiên cứu đô thị, thì ông này cho rằng là cái đối tượng nghiên cứu của đô thị thì bao gồm là gia đình và hôn nhân, giáo dục trẻ em, vấn đề chủng tộc, người già, sức khỏe tâm lý xã hội, tôn giáo học vấn và các xu hướng trong đời sống xã hội. Đó là phạm vi các vấn đề mà xã hội học đô thị nghiên cứu. Quan điểm của ông. Thế còn có những quan điểm khác thì lại cho rằng đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị ấy là đối tượng nghiên cứu của xã hội học xảy ra trong xã hội đô thị. Nghĩa là với quan điểm này thì đô thị được xem ấy như là một cái lát cắt lãnh thổ tương đối là độc lập, và khi đó thì xã hội học đô thị sẽ quan tâm đến tất cả các vấn đề xã hội như là mối quan hệ xã hội này, khuôn mẫu hành vi này, các quá trình xã hội mà xảy ra trong cái xã hội đô thị ấy. Một cách tiếp cận khác về đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị ấy là xem xét đô thị như một cái thiết chế xã hội bao gồm có hai cái thành tố, đó là không gian vật chất và cái thành tố tổ chức xã hội. Với cái quan niệm như trên ấy thì xã hội học đô thị sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái thành tố thứ hai, đó là các thành tố tổ chức xã hội. Nó bao gồm trong đó là cộng đồng dân cư sinh sống tại đô thị với tất cả các thể chế và luật lệ. Đồng thời cũng quan tâm xem xét những cái tác động tương hỗ giữa thành tố thứ hai này
với môi trường cư trú đô thị em ạ, như là bao gồm kiến trúc này, quy hoạch này, nhà ở, sự thích ứng hòa nhập của người đô thị với cái môi trường cư trú của họ. Và cũng với cái quan niệm này, cách tiếp cận này ấy, thì cho phép sẽ phân biệt rõ cái đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị với các cái bộ môn khoa học chuyên ngành khác, cũng như là nghiên cứu về đô thị như là kiến trúc này, quy hoạch này, sinh thái học đô thị này, những cái chuyên ngành mà chủ yếu quan tâm đến cái môi trường cư trú của đô thị. Đó. Như vậy là trong cái đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị thì chúng ta cũng được tiếp cận ở đây là có ba cái quan điểm như vậy. Thứ tư là sự phát triển của xã hội học đô thị trên thế giới và Việt Nam. Chúng ta sẽ thử xem. Vậy thì ở trên thế giới và Việt Nam thì cái xã hội học đô thị đã được phát triển như thế nào nhé? Trước hết là chúng ta sẽ xem xét xem trên thế giới sự phát triển của xã hội học đô thị ở trên thế giới như thế nào. Các bạn, nước Mỹ đây chính là cái nôi của xã hội học đô thị. Chính cái nơi đây mà xã học đô thị đã được ra đời vào năm 1925. Đây là cái mốc đánh dấu cái thời điểm mà hội xã học Mỹ đã quyết định để dành riêng một cái hội nghị hàng năm đầu tiên ấy cho một cái chuyên đề có tên là xã học đô thị. Đấy, thì tần đấy chính cái mốc đó cũng được xem là cái mốc ra đời của cái xã học đô thị. Từ đó cho đến nay ấy, thì xã học đô thị không ngừng lớn mạnh với những cái trường phái nổi trội như là trường phái Chicago, trào lưu nghiên cứu cộng đồng hay là sinh thái học đô thị. Thì nếu mà có thời gian thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu sâu hơn phần này. Nhưng mà vì lý do cái phân bố thời gian cho nên là chúng ta cũng chỉ nắm được như thế thôi. Tức là các em sẽ nắm được là cái dấu mốc ra đời của xã học trên thế giới đó là dấu mốc vào năm 1925 và nước Mỹ chính là cái nôi đầu tiên của xã học đô thị. Ở Việt Nam thì phòng xã học đô thị ấy đã được ra đời cùng với cái thời điểm thành lập của Viện Xã hội học. Điều đó đồng nghĩa với việc là xã hội học đô thị ở Việt Nam ấy được chú ý đến ngay từ khi mà chuyên ngành xã hội học bắt đầu được quan tâm nghiên cứu. Và những cái vấn đề cơ bản của đô thị cũng như là đời sống đô thị ấy đã được triển khai nghiên cứu. Tiếp ngay sau đó thì các vấn đề xã hội học đô thị được quan tâm triển khai ở nhiều những cái trung tâm nghiên cứu, ở những cái trường đại học hoặc là ở những cái viện nghiên cứu khoa học khác, cũng như là được tài trợ nghiên cứu bởi các tổ chức chính phủ cũng như là phi chính phủ. Đó, thì đấy chính là cái sự phát triển của xã học đô thị ở Việt Nam chúng ta một cách là khái quát nhất. Như vậy là chúng ta cũng sẽ kết thúc cái phần thứ nhất, một lớn về cái khái niệm cũng như là đối tượng nghiên cứu của xã học đô thị. Mời các em sẽ đến với phần thứ hai, tìm hiểu về các cái nội dung nghiên cứu cơ bản của xã học đô thị. Phần này sẽ giúp cho các em trả lời được câu hỏi là vậy thì xã học đô thị là nghiên cứu những cái vấn đề gì? Câu trả lời của nó đây. Thứ nhất này, xã học nghiên cứu cái thứ nhất đó là cơ cấu của xã học đô thị. Đó, là cơ cấu xã hội đô thị. Thế thì các cơ cấu xã hội cơ bản ấy thì thường được quan tâm nghiên cứu ở xã học đô thị đó chính là cơ cấu nhân học xã hội này, nhân khẩu học xã hội này, nghề nghiệp, thu nhập, học vấn hay là cơ cấu gia đình đô thị các em ạ. Ở đây thì cô sẽ thử phân biệt với các em một chút nhé. Nhất là nói về cái cơ cấu nhân khẩu học xã hội thì cái này được phân chia theo các tiêu chí, ví dụ như là theo nhóm tuổi, chẳng hạn như là trước độ tuổi lao động này, trong độ tuổi lao động hay là ngoài độ tuổi lao động. Rồi hoặc được phân chia theo giới tính hoặc là được phân chia theo cái tình trạng hôn nhân chẳng hạn. Đấy, đấy là cái cơ cấu nhân khẩu học xã hội. Nghiên cứu cơ cấu nhân khẩu học xã hội ở một cái đô thị cụ thể thì nó sẽ cho chúng ta biết cái đặc trưng cơ bản về nhân khẩu của xã hội đô thị đó. Cân bằng hay là mất cân bằng về giới tính, tình trạng kết hôn, ly thân hay là cái sự cân bằng giữa cái nhóm lao động và nhóm xã hội ăn theo.
Đó. Thế rồi cái thứ hai mà người ta nghiên cứu trong xã đô thị ấy, về cái cơ cấu nghề nghiệp, thu nhập, học vấn và cái cơ cấu gia đình đô thị. Những cái điều này nó tạo ra những cái điểm nhấn, những cái điểm nổi bật khiến cho xã hội đô thị được phân biệt với cái xã hội nông thôn các em. Ví dụ nhé, chẳng hạn như là về cơ cấu nghề nghiệp này, thì phân tích cái thành phần nghề nghiệp ở xã hội đô thị sẽ cho thấy là có cái sự khác biệt lớn với xã hội nông thôn, mà hầu hết ở đô thị thì thường là làm cái kinh tế gọi là phi nông nghiệp, đúng không? Nghề nghiệp đô thị ấy thường được chia thành các nhóm nghề như là công nhân này, công chức viên chức này, hoặc là cái trí thức buôn bán này, những người làm dịch vụ, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên, thất nghiệp, hưu trí, nội trợ hoặc là những cái nghề nghiệp khác chẳng hạn. Đấy. Tương tự như vậy thì người dân đô thị cũng sẽ có trình độ học vấn và thu nhập là cao hơn so với cái khu vực nông thôn. Quy mô gia đình thì sẽ nhỏ hơn cả về số con và số thế hệ. Em biết là thông thường ấy thì nghề nghiệp, trình độ học vấn và thu nhập có mối quan hệ qua lại với nhau, và ba cái yếu tố này nó sẽ tạo nên cái vị trí kinh tế xã hội của chính cái người dân đô thị. Nhìn vào cơ cấu xã hội đô thị đi theo các lát cắt về nghề nghiệp, thu nhập, trình độ học vấn thì có thể là xác định được cái phần nào trình độ phát triển của đô thị đó. Trong cái xã hội đó, người dân đô thị thì mang những đặc điểm trên ấy, chính họ đã trở thành những cái nhân vật chính của xã hội đô thị. Đấy, như vậy là cái phần thứ nhất, đối tượng thứ nhất đó chính là cái cơ cấu xã hội đô thị. Thứ hai là đô thị hóa. Ngay câu đầu tiên của bài thì cô hỏi các em là đô thị là như thế nào rồi. Vậy thì đô thị hóa là gì? Đúng không? Đô thị hóa thì quan điểm của các nhà xã học ấy khi nghiên cứu về đô thị hóa thì họ thường nhấn mạnh đến cái sự gia tăng cả về quy mô dân số cũng như là cái diện tích đô thị. Thì các nhà xã học ấy họ xem xét đô thị hóa là gì? Họ xem xét đô thị hóa dưới góc độ là một cái quá trình tổ chức lại môi trường sống của người dân đô thị và nông thôn. Chính vì thế mà bên cạnh cái việc quan tâm đến mặt lượng như là số lượng đô thị này, sự tích tụ tập trung dân cư đô thị, thì các nhà xã học còn quan tâm sâu sắc hơn đến những cái biến đổi về chất như là gì? Như là những cái biến đổi về đời sống này, về văn hóa xã hội này, sự chuyển dịch những cái kiểu mẫu văn hóa và cấu trúc xã hội đặc trưng cho các thành phố và khác biệt rõ so với nông thôn. Đấy, thì các em sẽ thấy được nào là đô thị hóa. Sẽ có cái sự khác biệt cơ bản giữa quá trình đô thị hóa ở các nước phát triển với các nước đang phát triển các em ạ. Các biết là ở những cái nước phát triển đấy thì đô thị hóa diễn ra là song hành cùng với quá trình công nghiệp hóa và nó thường diễn ra trong vài thế hệ, tạo cái điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cơ sở hạ tầng này, tạo cái công ăn việc làm này, hoặc là tăng cái năng suất lao động ở nông thôn. Nó chính là những cái điều kiện ấy để hội tụ khiến cho quá trình di dân và tích tụ tập trung ở đô thị có thể là thực hiện được. Thế còn ở các nước mà nghèo, những cái nước đang phát triển thì sao? Thì đô thị hóa ở những cái nước này lại chỉ diễn ra trong một cái thời gian ngắn thôi. Ví dụ như ở những cái nước châu Á, châu Phi hay là Mỹ Latin ấy, thì họ cố gắng là đạt được cái tiêu chuẩn về mặt lượng trong vòng một cái thế hệ này. Rồi trong cái điều kiện mà sự phát triển của công nghiệp hóa thì vẫn còn đang rất là chậm chạp, thậm chí là còn lại còn diễn ra trước cơ, tức là thậm chí đô thị hóa còn diễn ra trước cả quá trình công nghiệp hóa. Điều đó khiến cho đô thị gặp phải những cái vấn đề quá tải cả về dân số, về việc làm lẫn là cơ sở hạ tầng các em ạ. Đấy. Thế cho nên là hiện nay ấy, thì đô thị hóa ở các nước phát triển gần như đã hoàn thành tiêu chuẩn về mặt lượng, thậm chí đi vào giai đoạn tăng trưởng dân số âm như là một số thành phố lớn như là ở Mỹ, ở Anh hay ở Australia, và họ đang hướng tới cái sự hoàn thiện về mặt chất. Thậm chí người dân các đô thị ở các thành phố lớn ấy, thì lại họ lại còn có một xu hướng là dịch chuyển dần về sinh sống ở vùng ngoại ô,
từ bỏ cái địa bàn cư trú đô thị đông đúc. Tất nhiên là về vùng ngoại ô nhưng mà họ không từ bỏ cái lối sống đô thị. Thế còn trong khi đó thì các nước đang phát triển thì lại phải hứng chịu những cái dòng di cư ồ ạt, hay là buộc phải mở rộng địa giới hành chính của đô thị. Đấy, giống như là chẳng hạn như là Hà Nội rồi chẳng hạn, đúng không? Phải mở rộng cái địa giới hành chính của mình. Người ta gọi cái đó là cái đô thị hóa theo chiều dọc. Cùng với cái sự hình thành một cách rất là gượng ép của một cái lớp người đô thị mới nhưng mà lại chưa từ bỏ được cái lối sống nông thôn. Tức là có thể cái khu vực của họ sinh sống nó trở thành cái đô thị được công nhận là một cái đô thị nhưng mà họ vẫn còn giữ cái lối sống nông thôn. Thì cái phần này nó sẽ có một cái bài tập để cho các bạn sẽ tìm hiểu liên quan đến cái phần nghiên cứu xã hội học. Ở đây thì mời các em nội dung thứ ba của cái xã học đô thị, đó là di dân và những cái tác động xã hội. Các em ạ, theo cái định nghĩa của Liên Hợp Quốc ấy thì di dân là sự dịch chuyển dân cư từ một cái đơn vị lãnh thổ này tới một đơn vị lãnh thổ khác nhằm thiết lập một cái nơi cư trú mới trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường thì chúng ta thường hiểu di dân là cái quá trình mà dịch chuyển của con người, mà gắn liền với nó là cái sự thay đổi nơi sinh của họ trong một cái khoảng thời gian nào đó. Đó. Và các hình thức di dân phổ biến mà các em có thể thấy được đó là di dân nông thôn sang nông thôn này, di dân từ nông thôn đến đô thị này, di dân từ đô thị đến đô thị và di dân từ đô thị trở về nông thôn. Đấy, như vậy các chiều hướng như là các hình thức của di dân là phổ biến và cơ bản như thế. Các em cũng có thể thấy, và đặc biệt là gần đây ấy, cũng có rất là nhiều những phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về những cái cuộc di dân. Vậy thì hãy thử kể tên cho cô giáo những cái cuộc di dân trong lịch sử mà em biết xem nào. Câu này chắc là sẽ cần một khoảng thời gian ha. Đây. Nó liên quan đến một cái phần bài tập của cô giao cho các bạn. Đấy là hãy phân tích những cái tác động xã hội của vấn đề di dân. Thì gợi ý của nó đây này, những cái tác động thì các em cũng sẽ chia ra là có những cái tác động tích cực và những cái tác động tiêu cực, tức là nó có tác động hai mặt đấy lên xã hội. Rồi, cái phần này thì có thời gian là các em sẽ làm cái bài tập ở nhà cho cô giáo và trả bài. Hôm nay trong cái điều kiện này thì cô giáo cũng sẽ gợi ý một số những cái nội dung về cái tác động xã hội của vấn đề di dân. Thứ nhất là về mặt tích cực thì di dân ấy nó tác động đến cái sự phân bố lực lượng lao động giữa nông thôn và đô thị, tức là nó làm cho cái sự phân bố đó nó có thể hợp lý hơn này. Giá công lao động ở đô thị thì sẽ bị được giảm đi, rồi giá công lao động ở nông thôn sẽ tăng lên đó. Thế rồi di dân cũng sẽ giúp cho nông thôn được phát triển bằng cách như là tăng thu nhập này, rồi là phát triển thêm công nghệ này, phát triển thêm trình độ và kỹ năng sản xuất, rồi làm giảm được cái tỷ lệ thất nghiệp tại nông thôn. Đấy là những cái mặt tích cực của di dân. Còn bên cạnh đó, di dân cũng có những cái ảnh hưởng tiêu cực. Về mặt tiêu cực ấy thì di dân tác động đến cái sự phân bố dân cư giữa nông thôn và đô thị, cũng là tỷ lệ thanh niên ở nông thôn rồi, rồi là mức sinh tử, dẫn đến những cái thay đổi trong cơ cấu giới tính và độ tuổi. Di dân ấy cũng sẽ làm gián đoạn cái quá trình là kết hôn và sinh đẻ, nó làm tăng cái tỷ lệ lao động trẻ em và phụ nữ ở nông thôn các em. Di dân cũng khiến cho cái việc quản lý tại đô thị gặp nhiều khó khăn. Rõ ràng rồi, bởi vì nó sẽ liên quan đến vấn đề ví dụ như là trật tự trị an này, rồi nhà ở, rồi việc làm, rồi tăng cái tỷ lệ thất nghiệp tại đô thị, rồi rõ ràng hơn nữa là tăng cả cái tệ nạn xã hội nữa.
Di dân cũng dẫn đến cái chỗ là cái cơ sở hạ tầng đô thị thì có thể là còn bị quá tải cơ, gây thách thức cho cái vấn đề về giáo dục này, về chăm sóc sức khỏe này, vấn đề nhà ở, an sinh xã hội cho những người nhập cư này, rồi làm tăng cái tệ nạn xã hội ở cái môi trường đô thị vân vân. Đấy là những cái mặt tiêu cực mà chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được, nó gây được cái hệ quả lên các cái đô thị của chúng ta. Nếu có điều kiện thì bài các em sẽ phân tích sâu hơn về những cái tác động này nhé. Rồi chúng ta sẽ đó. Rồi chúng ta sẽ đến với thứ tư là tìm hiểu về cái văn hóa lối sống đô thị. Thì các nhà xã học ấy, đặc biệt quan tâm nghiên cứu văn hóa lối sống và coi đây là những cái đặc trưng riêng biệt của xã hội đô thị so với nông thôn các em. Ông Louis Crick, ông này có một cái quan điểm về cái lối sống đô thị như thế này. Ông này ông ấy rất là cố gắng để phân tích cái văn hóa đô thị theo ba cái biến độc lập. Nó là cái kích cỡ đô thị này, mật độ dân số và tính không đồng nhất. Đây là những cái yếu tố được nhìn nhận như là những yếu tố tác động đến văn hóa và lối sống đô thị. Đó. Về cơ bản thì quan điểm ông đưa ra như sau này, là cuộc sống thành phố được nhận dạng bởi những cái đặc điểm như là sự tách biệt đời sống và sự phá rối về tổ chức. Mà trong đó thì nguyên nhân bắt nguồn từ thực tế là thành phố thì quá rộng lớn, mật độ dân số cao và tính không đồng nhất. Một trong những cái điều mà ông đã thành công trong việc đo sự khác biệt, đấy là ông đã xác lập được một cái giả thuyết để thử nghiệm và đo lường về những cái yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt văn hóa nông thôn và văn hóa đô thị em. Tuy nhiên ấy, hạn chế trong quan điểm của ông ấy chính là các câu hỏi mà sau này các nhà nghiên cứu văn hóa đô thị đặt ra là có thực sự ba cái biến độc lập trên mà ông đưa ra là ba yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt của đời sống nông thôn so với đô thị hay không? Đấy thì đây ông cũng chính là hạn chế ở ở cái điều đó. Rồi, còn là một cái nhà xã học nữa đó là ông Claude Fischer. Thì ông này lại tập trung tiếp cận đô thị dưới cái góc độ là tiểu văn hóa. Đô thị hóa tạo điều kiện cho các tiểu văn hóa sinh sôi nảy nở do sự phức tạp của số đông tập trung trong một cái môi trường nhất định, tạo điều kiện để hình thành những cái văn hóa riêng biệt phù hợp với một cái thành phố với một cái kích cỡ nhất định. Và chỉ khi mà tổng số các thành viên tiềm năng ấy đạt đến một cái ngưỡng nhất định thì mới có thể hình thành một cái tiểu văn hóa đặc trưng nha. Ông này nhấn mạnh vào cái yêu cầu của một ngưỡng về số lượng người, như là vùng đô thị tiếp tục trở thành môi trường thuận lợi bởi vì là quy mô cũng như là kích cỡ dân số ở đó ấy, thì nó cho phép là nhiều người có chung một cái khuynh hướng để có thể hướng tới là gần nhau hơn. Đó là cái quan điểm của Fisher. Còn ông Jacques Schmemann, ông này đã đưa ra một khái niệm tiếp cận đô thị từ văn hóa làm trung tâm. Về cơ bản thì ông Schmemann ông đề cập và quan tâm thiết lập cho rằng văn hóa đô thị là cái văn hóa hiện đại. Ông cũng không đi phân biệt văn hóa nông thôn và đô thị một cách trực tiếp, bởi vì ông cho rằng là trong xã hội hiện đại ấy, thì ảnh hưởng của thành phố trung tâm nó sẽ lan rộng ra toàn xã hội, bao gồm cả cái khu vực nông thôn, mà chú trọng vào phân biệt văn hóa đô thị hiện đại với văn hóa truyền thống. Sự thay đổi về thời gian và lịch sử mà ở đó thì xã hội hiện đại dựa trên cái sự nổi trội về sức mạnh kinh tế và đồng tiền ấy, nó sẽ tạo ra những cái khuôn mẫu văn hóa khác biệt so với cái xã hội truyền thống. Đúng lại là với những ba cái quan điểm chính của ba nhà xã học này để nói rằng là văn hóa lối sống đô thị đây cũng là một nội dung rất là quan trọng của xã hội học đô thị. Thì đó cũng là cái phần thứ hai của chúng ta. Bây giờ cô sẽ mời các em đến với phần thứ này. Đó là một số cái vấn đề xã hội học đô thị được quan tâm nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các em có biết là ở Việt Nam hiện nay ấy, thì xã hội học đô thị đã chú ý nghiên cứu đến những cái vấn đề nào không?
Thực tế cho câu hỏi nhóm này của chúng ta đấy thì các bạn có thể là xem xét nó ở trên những khía cạnh như sau. Đó là sự thiếu đồng bộ giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa. Rồi là cái vấn đề đô thị hóa theo chiều đứng cũng như là cái quy hoạch quản lý đô thị và cái lối sống văn hóa ở những cái vùng ven đô. Thì có thể gộp vào ba cái vấn đề chính của xã hội học đô thị được quan tâm nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn gần đây. Ba cái vấn đề như vậy. Cũng chính liên quan đến ba thì sẽ có bài tập cho các bạn, đó là các bạn sẽ làm việc theo nhóm để giúp cô giáo nghiên cứu những cái vấn đề. Đây là công việc của từng nhóm. Nhóm 1 này, các em sẽ phân tích cho cô giáo cái sự thiếu đồng bộ giữa quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam, những cái vấn đề xã hội đặt ra hiện nay cũng như là thực trạng và giải pháp của cái vấn đề này. Đấy là công việc của nhóm 1. Nhóm 2 này, các em sẽ nghiên cứu cho cô giáo về cái vấn đề đó là đô thị hóa theo chiều đứng ở Việt Nam, hệ quả và giải pháp. Và nhóm 3 là tìm hiểu những cái đặc điểm về lối sống văn hóa ở vùng Vendô. Để gợi ý cho về nội dung của từng nhóm ấy, cái vấn đề thứ nhất ấy nó nằm ở cái sự thiếu đồng bộ giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa mà nó đang đặt ra với Việt Nam chúng ta. Các em có thể nhìn lên trên bảng và các em thấy được cái số lượng đô thị ở Việt Nam này. Hiện nay ở Việt Nam mình ấy, cái số đô thị đặc biệt thì chúng ta có hai đô thị, nó chính là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đô thị loại 1 thì chúng ta có khoảng 17, đô thị loại 2 chúng ta có 25, đô thị loại 3 chúng ta có 45, đô thị loại 4 là 87 và đô thị loại 5 là gần 700 đô thị. Như vậy ở cả nước là chúng ta có khoảng là 870 đô thị. Nhưng mà giống như rất là nhiều nước đang phát triển khác ấy, thì quá trình đô thị hóa ở Việt Nam chúng ta lại xảy ra nhiều năm trước khi cái quá trình công nghiệp hóa, khiến cho cái mô hình và tư duy đô thị thì gặp rất nhiều những cái khủng hoảng các em. Ở những cái nước công nghiệp phát triển ấy, thì trong cái cuộc cách mạng đô thị lần hai thì công nghiệp hóa đi kèm với đô thị hóa cùng với sự chuyển biến các chức năng đô thị trong thời kỳ mà giao lưu hàng hóa, làm xuất hiện những cái cơ sở như là nhà ga này, hệ thống hạ tầng này, rồi giao thông, rồi điện nước vân vân. Các phương thức xây dựng mới bằng vật liệu bê tông, rồi sắt thép nó sẽ làm thay đổi cái bộ mặt của đô thị, kiến trúc sẽ hiện đại văn minh đáp ứng cho quá trình tích tụ và tập trung dân cư ở đó. Thế nhưng ở Việt Nam ấy thì quá trình công nghiệp hóa lại diễn ra hết sức là chậm chạp, đi sau và lại không đáp ứng được cái nhu cầu tăng về lượng của quá trình đô thị hóa. Rồi chính cái sự phát triển ngược trên ấy đã khiến cho cái hệ thống đô thị ở Việt Nam ngày càng lộ rõ những cái yếu kém đi liền với những cái hệ quả như là cái như là gì các em biết không? Đó là sự thiếu đồng bộ về kiến trúc, rồi giao thông này tắc nghẽn này, rồi nước thải sinh hoạt này, rồi di dân tự do và nhiều những cái vấn đề nan giải khác em. Quy hoạch thì ngày càng xa rời cái mục đích gốc vốn là phục vụ nhu cầu và thói quen của đại bộ phận dân cư. Bên cạnh đó thì quá trình đô thị hóa quá nhanh về lượng ấy, nó còn có một cái nguy cơ dẫn đến là sự thôn tính cái vành đai xanh bao bọc các thành phố lớn. Em thấy là có một cái số liệu này là năm 1996 ấy, thì chiến lược phát triển đô thị ở Việt Nam có vạch ra một kế hoạch cho tổng thể đất ở đô thị đến năm 2020, chính là đến năm nay này, là 460.000 ha. Thì đến năm 2006 ấy, chúng ta đã thực hiện được tận 477.000 ha rồi, vượt kế hoạch tận 13 năm rồi. Hà Nội chính là một cái ví dụ các em. Thành phố đã áp sát cái thủ phủ của các tỉnh lân cận, tức là gần như là đã thanh toán được cái vùng vành đai xanh bao bọc nó rồi. Đấy. Điều này nó đi ngược với cái nguyên tắc là giữ cái vành đai xanh để đảm bảo cái phát triển bền vững, xóa đi ranh giới địa lý giữa các thành phố, lấy đi những cái vùng đất màu mỡ luôn cung cấp rau xanh, thực phẩm và các loại hoa,
thủ tiêu những cái lá phổi xanh không gian nghỉ dưỡng mà nhất thiết phải giữ ở những cái đô thị chuẩn trên thế giới. Đấy, thì đấy là một cái vấn đề ở Việt Nam. Vấn đề thứ hai ở Việt Nam đó là đô thị hóa theo chiều đứng và những cái vấn đề đặt ra về quy hoạch và quản lý đô thị. Các em biết là lịch sử từ xa xưa thì không gian ven các đô thị lớn, ví dụ như là Hà Nội ấy, chủ yếu vẫn là các làng xã nông thôn truyền thống. Nó được hình thành và tồn tại lâu đời theo các dạng thức là các làng thuần túy nông nghiệp hoặc là những cái làng nghề truyền thống, đúng không? Thế thì có một cái hiện tượng đặc trưng ở nhiều đô thị lớn, trong đó có cả Hà Nội, đó là ở những cái làng ven đô ấy, thì nông dân lại không có rời đi đâu cả. Do cái chính sách mở rộng địa giới, làng xóm quê hương của họ sau gọi là một đêm tỉnh giấc thì đã trở thành cái đô thị. Và quá trình này thì được một số nhà nghiên cứu gọi là di cư theo cái chiều đứng, và nó diễn ra tương đối là mạnh ở Việt Nam trong thời điểm mà đô thị hóa ở Việt Nam đang trở nên quá tải. Thế cho nên chính cái điều đó nó đã đặt ra một cái bài toán về quy hoạch đô thị cũng như là quản lý đô thị các em ạ. Về quy hoạch ấy thì làm thế nào để có được một cái quy hoạch đồng bộ, không tạo ra những cái nét đứt gãy hay là quy hoạch theo kiểu xôi đỗ giữa những vùng là đô thị cổ và những cái khu vực là đô thị mới. Làm thế nào để quy hoạch đô thị hiện đại mà không xóa đi được những cái dấu vết hay những cái biểu tượng giá trị tinh thần vốn đã gắn với khu vực dân cư hoặc là những cái nhóm nhân dân cư nhất định. Đấy, một cái bài toán rất là khó đấy. Thế rồi, bài toán đặt ra đối với vấn đề quản lý đô thị cũng hết sức là phức tạp. Khi mà tính không thuần nhất của dân cư đô thị như là về dân trí, về nghề nghiệp, về lối sống, về trình độ pháp luật cao, do sự di cư ồ ạt và quá trình đô thị hóa theo chiều đứng đã biến không ít người nông thôn ấy, trở thành người đô thị mà thực sự trong lòng họ và trong lối sống của họ vẫn chưa từ bỏ được cái lối sống đó là lối sống nông thôn. Thì đây cũng là một bài toán rất là lớn liên quan đến cái vấn đề về quản lý. Ba ở Việt Nam nó chính là cái lối sống văn hóa vùng ven đô. Văn hóa là một cái phạm trù rất là rộng và trong đó bao hàm khái niệm đó là lối sống các em. Thì lối sống thực chất đấy chính là đề cập đến khuôn mẫu hành vi ứng xử của các cá nhân, các nhóm xã hội trong những cái hoàn cảnh, điều kiện sống và tình huống cụ thể. Các em cũng nên nắm được rằng là giá trị của một cái đô thị ấy không phải đơn giản chỉ là nhà cao tầng với những cái cơ sở hạ tầng tiện nghi, mà nó lại còn nằm ở cái nhận thức của người dân đô thị về ứng xử văn hóa và văn minh đô thị cơ. Đấy. Vấn đề đặt ra là về lối sống cho các đô thị mới ấy, đặc biệt là các đô thị vùng ven đô, nơi mà người dân đô thị chưa thực sự là từ bỏ cái lối sống nông thôn, là làm sao để cho có cái sự chuyển biến về văn hóa này, nếp sống của các gia đình đô thị nó đồng hành với quá trình đô thị hóa. Người dân nơi đây thì buộc phải làm quen với những cái giá trị mới của một không gian sinh hoạt mới và cũng làm quen với một cái lối sống mới. Đấy, họ chẳng hạn như là việc họ học cách tổ chức lại đời sống sản xuất này, kinh tế của gia đình, học cách để kiếm tiền và học cách để tiêu tiền trong một cái môi trường mới, rồi làm quen với cái cách thức ứng xử với môi trường tự nhiên cũng như là cái môi trường pháp luật đô thị vân vân. Đấy, rất rất nhiều những cái vấn đề nảy sinh hiện ở trong cái lối sống văn hóa vùng ven đô. Thì đấy là một vài những cái gợi ý của cô giáo liên quan đến những vấn đề này. Tóm lại là ở chương 5 về xã hội học đô thị thì các em cần nắm được thế nào là đô thị, lịch sử hình thành và phát triển của các đô thị ở trên thế giới cũng như là Việt Nam, và những cái tác động của quá trình đô thị hóa. Đây là một số những cái nội dung cơ bản ở chương 5 các em cần lưu nhớ, và đó cũng là cái nội dung cơ bản của cả chương này. Cô chúc tất cả các em sẽ tiếp tục là có được sức khỏe thật tốt và có một cái trí tuệ minh mẫn để có thể tiếp tục học tập với những cái môn học ở trong giảng đường và đại học. Các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.